Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng cô chú ạ, hiện tại hôm nay em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đề Chia và đây chính là một ngày rất là quan trọng đối với gia đình anh Xì chị May. Thì như cô chú biết ngày hôm qua thì em Tuyên cũng cố gắng rất là tạo điều kiện cho gia đình anh Xì chị May vay một khoản tiền nho nhỏ thôi để gia đình anh Xì chị May vào cái lễ nhà mới. Thì ngày hôm nay thì xin mời tất cả cô chú anh chị tiếp tục chào đón một ngôi nhà mới được mọc lên ở trong thôn Đề Chia. Và vừa rồi thì em Tuyên với em Thề thì cũng vừa mới ở thôn Mé Lầu A lên, thì cũng vừa trải qua một cái cung đường dài. Hôm nay ở Mé Lầu A thì đáng lẽ Tuyên với Thề thì sẽ ở lại lâu hơn, nhưng mà hôm nay công việc ở chỗ nhà anh Xì chúng ta sẽ đi vào. Chào anh Lúa nha. Tâu chưa anh Lúa? Tâu nho. Nò chưa? Chỉ tâu nho. À chỉ tâu nho à? Đấy, vì hôm nay thì em Tuyên với Thề thì đi xe máy ấy, mọi người. Đấy. Chứ Thề với em Tuyên thì cũng đi cái con đường cầu thang ấy, cũng trời nắng là đi nó oải lắm mọi người. Để chúng ta hãy cùng vào để chào đón một ngôi nhà mới ở bản Đề Chia nữa mọi người. Đấy thì bây giờ các cô chú cứ để ý ở xung quanh cái thôn bản Đề Chia mình, những ngôi nhà nào mà màu xanh, mái bồ lâu màu xanh mọc lên là đấy là những ngôi nhà mới cô chú nhá. Hy vọng là cả thôn này bây giờ 25 hộ à nhờ thế nhờ? Đúng rồi, 25 hộ. 25 hộ thì sẽ thành hết ngôi nhà màu xanh, là cả thôn này nó phát triển hết luôn, đúng không? Đúng rồi. Đấy nhờ, nhà cũng vội đây này, cũng chưa cất hết được cái này, dọn dẹp được. Đây, bàn ghế thì cũng mượn ở bên trường học về đây. Đây, bàn ghế này, đĩa này. Đấy. Đây, bên này cũng bàn ghế đang chuẩn bị này. À, bát đũa. Đấy. Đây, chúng ta đi vào nhà đi. Ở nhà xem là thế nào. Bà con đến dọn dẹp như nào. Ấy cha. Rồi xin chào. Rồi xin chào em. Ôi giời, xin chào. Rồi xin chào. Xin chào anh. Úi giời. Dạ vâng, chào chú gấu. Lại nấu ở trong này à? Tưa à, chà. Này chẳng khói hết à? Bên này thì sớm nay thì có nó mở mình có lợi ấy. À, mở mình có lợi cho ấp có. Ấy chà. Vâng. Trời đấy. Vâng, thì mới mở ở trong nhà. Mổ lợn. Đây cô chú này, hôm nay có thịt nướng này, thơm thế. Đây là xôi cho chú nhá. Đây là xôi này. Đấy, mọi người đã chia ra rồi. Đây là món gì đây? Ui. Đây là thịt lợn xương. Nấu kiểu như bà con nấu kiểu giả cầy ấy. Nhưng mà nó thiếu riềng mẻ hay sao ấy. Chào mẹ nhá. Đây, A Thà đây này. A Thà đang làm đầu bếp đây này. Trà đang nướng thịt đây này. Các cô chú ơi, xin mời. Đây này Thế ơi, thịt này này, đây là thịt lợn bản luôn. Thịt đúng lợn rồi. Chị May thịt mổ có lợn ở nhà đấy á? Đúng rồi. Ây da da, hôm nay con mổ bao cân? Hôm nay con lợn lấy bao cân? Mới chở chưa? Chở chưa? Bốn mươi cân. Đúng không? Đây Thề cho các cô chú xem này. Đây là món nấm. Đúng rồi. Nấm kim chi luộc. Đúng rồi. Đây là trứng này. Đây là gì nữa nè? Wow mọi người, đây là thịt gan này, lòng này, xào với ớt hành, chà chà, cũng quá ngon luôn. Thôi thì các cô chú ơi thì Thề ạ, nói thật với các cô chú hôm nay em Tuyên với em Thề là đi sáng vào đến Mé Lầu. Thì Thề ăn sáng chưa? Chưa. Đói không? Đói đấy. Đói thì nhìn anh ăn nhá. Các cô chú ạ, em Tuyên xin phép là hôm nay em Tuyên với Thề là đi ở bên Mé Lầu A về đói quá, chưa ăn sáng. Thôi thì ăn vụng, ăn cỗ trước. Đúng bây rồi. Giờ chưa có khách, ăn cỗ trước. Ừ. Đúng không? Ừ. Ăn đi. Đói ăn đi. Rồi ăn đi. Ăn một miếng. Em xin mời nhé. Thế nào? Ngon lắm. Ngon luôn. Cái này thì bây giờ mang một gói mì tôm về. Úp một bát mì tôm như anh em mình hôm qua ăn. Đúng, đúng rồi. Úp một gói mì tôm cho ít thịt này. Ngon luôn. Thế này thì ăn là đủ rồi, không được, cần gì nhiều. Được rồi. Thôi cô chú ạ, đói quá làm miếng nữa. Ăn cỗ trước cô chú ơi, ngon cực luôn. Lợn, cái con lợn này chính là cái con lợn ở bên này. Đúng rồi, phải. Đó. Hôm nay nhà thì đang nấu tạm ở trong nhà này cho nhanh. Vâng. Thịt gà ngon. Đây là thịt gà cô chú nhé. Đúng rồi. Ngon quá. Quay. Thịt gà quay.
Bên này, à, bên này nữa, bên này có nữa, thế này, đây này. Đây. Đúng rồi, bên này. Bên này là bên đấy giò. Gì? Giò. Bên này là đậu phụ. Bên này là nộm. Nộm lợn, đúng không? Đúng rồi. Thế quay gần vào cho chú xem. Đây là nộm. Đó. Đấy. Bên này là cái canh lợn này, lợn nhà nuôi, lợn sạch luôn. Đúng. Nên mọi người an tâm. Cưng lợn. Đấy. À, quá tuyệt vời rồi. Úi giời, thích nha. Đấy, bên này các cháu đang ngủ thôi, đừng quậy, các cháu đang ngủ, đừng ồn. Mẹ. À, thề. À, mẹ này đi học không? Có đi học không nhỉ? Có. Có đi học không? Cháu lớp mấy rồi? Lớp 2. Thì cháu tên là gì? Vàng Thị Mai. Thế thì bố mẹ xây nhà mới rồi, có thích không? Thích không? Nhớ là đi học đều nhá. Đi học đều, đi mấy nữa còn đi biết tiếng phổ thông, biết chữ, còn đi làm lấy tiền về nhá. Để giúp bố mẹ xây nhà nhá. Nhớ chưa? Ừ. Đấy, thích. Bên này thì chắc là cái gì đây? Bia à? Bia. Ây da da. Nhiều lá. Đây là dưa hấu này cô chú này. À, dưa hấu nha. Dưa của táo. Bia, bà con ở đây phải có bia. Này, à, hai két bia liền á? Bia này hả? À? Ây da da. Bia thì bia mùa này mua thì uống bia thì nó sẽ đắt hơn mùa rượu. Đúng rồi, đã hơn đấy. Chỗ này hết tầm bao tiền bia? Anh chị. Hả? 1 triệu tiền bia. Ây da da. Mua ở Mèo Vạc chứ đúng không? Mua mà qua đâu. Sao không ra Mèo Vạc không? Thì mà mua. Không có người chở. Không có 1 triệu hết nguồn rồi. Người không hết, có hết bà à, thì xem mà chắc là có, nó có mấy người không có bà. Vì vì nếu mà mua ở Mèo Vạc thì nó sẽ rẻ hơn mấy trăm. Đúng không? Mà mua ở Mèo Vạc thì nó sẽ rẻ hơn tầm mua 1 triệu tiền này thì nó sẽ rẻ hơn tầm được 200 nghìn đấy. Rơi tầm 200 nghìn thì mua được ít đá nữa. Đúng không? Đúng vậy. Thì tiết kiệm được hơn, nhưng mà hết người không có xe à? Không có người chưa. Vâng, vâng. Thôi cố gắng thì tí nữa dọn dẹp xong bắt đầu quét vào mấy bảy mâm đúng không? Đúng. Thế là chủ nhà thì phải thế ăn mặc đẹp trai vào, xịt nước hoa vào, bôi keo vào chứ. Đấy. Tí nữa còn tiếp khách chứ nhỉ. Đấy, chị May thì mặc váy trang điểm xinh xinh như kiểu đi đến chồng ấy. Để tí nữa còn đón khách chứ. Đón chồng gì mà. Bây giờ thì như cậu chú xem này, cái hành lang này thì đứng xin chào. Đứng ở cái hành lang này rất là mát luôn. Đây. Đang đứng ở đây. Kể cả thế ạ. Tí nữa nhà chật quá đúng không? Đúng rồi. Chỗ này vẫn ngồi ăn được mà. Chỗ này giải một phát dài ra. Vâng. Đúng không? Giải một phát dài ra. Hành lang đây sạch là sạch mà an toàn. Đúng không? Đấy. Đây này các cô chú ơi. Cái con lợn thì hôm nay mọi hôm nó ở trong chuồng. Bây giờ thì thế quay hẳn vào cho các cô chú xem. Bây giờ gọi là vườn không nhà trống rồi. Bên này không có gì. Bán nhà xong à, chứ nhầm. Vâng. Xây nhà xong thì trâu à đâu? Bò, lợn, gà và dê là không còn rồi. Đấy. Mà ít nhất là gia đình vẫn phải nợ thêm đấy. Nói chung thì thôi thì cũng chúc mừng các gia đình thôi. Bà con cũng nuôi con vật lên thì cũng để cố gắng được cái ngày hôm nay là bán đi để lấy thành quả để xây nhà. Được một ngôi nhà đẹp là cái thành quả của bà con rồi. Thì cũng chúc mừng gia đình, chúc mừng bà con. Và hy vọng là những hộ còn lại ở trong thôn này nhìn thấy bà con ở trong thôn Đề Chia mình là chăn nuôi, phát triển kinh tế rồi từ đó mới xây được nhà. Thì hãy bà con hãy học hỏi nhau. Chứ có các cô chú giúp đỡ ở đằng sau, nhưng mà chúng ta cũng phải chăn nuôi, đúng không thế? Đúng rồi. Phải có chăn nuôi, phải có đi làm, phải có tiền ở trong nhà thì bắt đầu mới giúp xây nhà được. Chứ các cô chú không thể 100% giúp đỡ chúng ta được. Đó. Một thôn 25 hộ này thôi, nhưng mà các cô chú đã giúp được. Hiện tại em thử đếm lại nào. À, nhà anh Lúa này, nhà 5 bà cháu này, nhà 3 bà cháu là 3 này. Nhà em mua là 4 này, nhà Xá là 5, nhà Phú là 6, nhà Thề là 7. Nhà anh Xì đến ngôi nhà này là ngôi nhà thứ 8. Thế thì các cô chú đã hỗ trợ cho được 8 ngôi nhà rồi. Và ngoài ra chúng ta còn những cái chương trình cộng đồng như là làm đường cầu thang, làm trường học, làm bể nước. Đấy, làm đường ống nước. Tất cả các chương trình cộng đồng rất là nhiều rồi. Đấy thì các cô chú đang hỗ trợ cho mình từng ngày từng tí một. Thì bây giờ đến cái chương trình làm đẹp ngôi nhà của mình thì bà con phải bỏ công bỏ sức ra cùng nhau kiếm tiền về mà xây nhà. Đó thì em tôi nghĩ đấy là một cái thành quả mà các cô chú rất là mong muốn bà con chúng ta cùng nhau vượt khó đi lên. Đấy. Nói chung là xây nhà xong thì ai cũng nợ. Nhưng nợ nó là một cái tiền đề
để cho bà con biết đi làm kiếm tiền về để sau này đi trả nợ, đúng không thầy? Đấy chứ, như nhà thầy ngày xưa thôi, nhà thầy chưa làm nhà thì thầy cũng không bao giờ dám nghĩ là xây nhà. Nhưng mà khi làm nhà xong thì thầy đang nghĩ là bây giờ nợ anh Tuyên, nợ hàng xóm láng giềng. Đấy, đi làm với anh Tuyên, vẫn có tiền, vẫn sau này cứ mỗi tháng góp vào rồi trả nợ người ta, đúng không? Đúng rồi. Đấy chứ, mà ít nhất là bây giờ mình cũng có đủ ăn, đủ mặc và có nhà mới rồi, cho mẹ ở rồi đúng không? Đúng rồi. Không thì mẹ sau này mẹ già, mẹ suốt ngày ở bệnh viện mà nhà ở cái nhà thì mùa hè thì nóng, đúng mùa rồi. Đông thì rét, đúng khổ rồi. Không? Đúng rồi. Bây giờ ít nhất là mẹ cũng vui, mà, đúng không? Nó vui rồi. Mẹ thực sự là vui rồi. Vâng. Thế thì đây là cái chương trình chuẩn bị thì em Tuyên xin mời tất cả chú anh chị cùng nhau đón một cái không khí chuẩn bị đón một ngôi nhà mới nha mọi người nha, trong thôn Địch Chia. Cảm ơn tất cả cô chú ạ. Đây là chú gấu đang giao nhiệm vụ cho chủ nhà, đang nhờ chú gấu. Xong chú gấu lại giao nhiệm vụ cho Ly là người biết chữ ở trong thôn này là ghi tiền đúng không? Đấy. Giao cho thanh niên này là bê bát đũa các thứ đúng không? Đó, tiếp rượu. Đấy. Nói chung là mỗi người một việc. Đấy. Ly là quan trọng nhất đấy nhở? Hôm nào cũng được đếm tiền đấy. Đấy. A Thà thì đang nấu ăn. Trà. Trà nhá. Dông chỉ dông là do A Trà nhá. Chỉ dông là hầu, ông lại phải hầu chơi nhiều này, lo này. Chỉ dông phải hầu chơi đó. Này. Trà đang ngồi nướng thịt đây. Cái này là chỉ dông này trà chưa được đâu này. Mỡ vẫn còn. À, chưa được rồi, mỡ này ngon. Ui giời. Cho chú xem này. Wow. Ồ, những cái làn khói này. Lấy một bữa thì có. Sao Ly, chú Sử, chú Gấu, chú đang bảo nói những công việc gì? Viết tên xong là bảo các con này lấy cơm. Viết tên xong rồi bắt đầu bảo mọi người lấy cơm ra để bày mâm đúng không? Chú Gấu chú ra nhiệm vụ. Hầu đi nhỉ. Một cái không khí rất là tấp nập mọi người ạ. Chúc mừng gia đình.
Đây các cô chú ơi, thì mẹ mẹ vợ là người đầu tiên đây này. Đấy. Mẹ vợ là người đầu tiên mừng. À, thề. Thề là người đầu tiên à? Hàn đầu tiên. Hai trăm nghìn. Còn đây kia là của mẹ đẻ nên nhỉ? 160. Đúng không nhỉ? Đây là của mẹ đẻ của Tú Nỉ ở đây nhỉ? Của mẹ của chị May đấy. Cứ ghi xong rồi em ghi bên cạnh ấy, mở ngoặc là mẹ đẻ của chị May vào đấy, đúng không? Không nhớ tên thì ghi là mẹ của chị May vào đấy. Là chị. Đó. 160.000. Ngoài kia thì bắt đầu đã có những phong bì rồi. Bên này thì A Thà vẫn còn đang đảm nhiệm nốt cái món thịt nướng này. Rất ít khi bà con được ăn cái thịt nướng ngon như này, mọi người xem này. Sương mù ảo ảnh như này cơ mà. Wow. Quá là ngon luôn. Hàng xóm bắt đầu đến dần rồi đấy mọi người ạ. Mà đến đây là đóng tiền xong là sẽ là cắn một tí hướng dương và quan trọng nữa là một chén rượu nữa. Đó. Để trước đi nhà Phú là bao nhiêu? Phú là sẽ đi hơn hôm trước là đi nhà Phú 200 nhưng Phú mày sẽ đi là 220 đấy. Phú Phú đang cho trẻ con ra hết. Rất là hay. Kia là hàng xóm ở ngoài cái đồ đang dần dần vào rồi. Nhánh lúa. Có 1-200 ngàn đấy mọi người nhé. Rất là vui rồi, tình cảm gia đình. Bắt đầu rát rượu rồi này. Phải hầu trơ. Đây là sẽ miếng dưa hấu tráng miệng của gia đình. Một cỗ này rất là đầy đủ luôn, một con lợn quá là ngon. Hướng dương hẳn đầy hướng dương, em tuyên để ý một bao này mọi người này. Một bao hướng dương luôn, ấy già già. Sao kẹo cân này. Đấy, vui rồi, kìa, ui 1 mét.
mệt thịt luôn. Đấy, tâu đấy chú gấu ạ. Này. Đi mệt. Vâng ạ, cô chú ạ, thì thầy đã gọi em Tuyên vào mâm rồi, thế thì được vào sớm thế ạ? Bờ. Hả? Thì không có người ấy, không đủ mâm ấy. À không đủ mâm, thế bờ, anh vào cho đủ mâm gì? Vâng đúng ạ. À thế thì, đây con là làm thủ tục. Nói chung là cô chú ạ, thì kinh tế hạn hẹp. Tình cảm đó mọi người nhá. Lê. Okay. Nói chung là ở đâu thì âu đấy mọi người ạ. Tôi cũng làm theo để cho vui. Sạc á? Bà, đấy, ở trong cặp ấy. Vâng, em mở tí anh ấy. Ờ, mở đi. Trẻ con rất là đông luôn mọi người ạ. Đấy, ui dồi, ui dồi. Đấy. Đấy. Đây, bà con bắt đầu đã ngồi rồi, xin chào. Nỉa no đi. Sẽ ăn kẹo trước, hướng dương trước mọi người ạ. Đấy, xong rồi ngồi nói chuyện. Em Tuyên là được vào mâm rồi, không biết là vào mâm nào. Đây, trẻ con này đông lắm này. Trẻ con chưa ngồi à? Hả? Trẻ con là ngồi mâm nào đấy? Bên này có mâm đấy đúng không? Bên này sao không mở cái này ra cho nó mát? Thế? À bên này này mọi người xem này. Đấy, bên này ốp gạch đã đẹp hết rồi này. Chỗ này bàn thái này rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người xem này. Này bác thợ đã làm đúng rồi. Đấy. Đã đẹp luôn. Ông khói đây. Đây có là. Đầu một mâm bên này. Thoải mái rộng luôn cô chú ạ. Thật là chưa đến vào hết. Thật tuyệt vời. Ơi dùng tới cho nhìn. Rồi. Tức là anh ngồi đây Phú à? Rồi rồi rồi. Ta sẽ mượn ta. Đây. Đây lấy la này. Không ngờ là
Vợ Phú quát cho là sợ ngay. Không ai dám giành giật luôn. Từ bé đến lớn là có hết nhá. Rất là hay. Ở đây là cứ phải chia cho các bé nhỏ luôn nhỉ. Đông người này ngồi là chia hết rồi đều cho bé mang về luôn đúng không? Đúng rồi, thì mình có thích ăn đây thì ăn đây, thì không thích thì mang về. Rất là hay đấy. Chúng ta cùng xem cái công tác là chia quà cho các bé nhé. Phát hết, các bé nào cũng có túi luôn. Này. Rồi, đây, đây. Bắt đầu là chia đây đúng không? Đấy, 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 mọi người xem. Đầy đủ hết nhá. Đấy. Lo me me là y giả hết đấy đúng không? Y giả đấy. Mọi người thấy không? Một sự nghèo khó nhưng mà đây là một sự công bằng nhất định luôn. Nó tuyệt vời luôn. Phú ăn xong đó. Vật chứng này. Ui nãy giờ khách chưa tải rồi mà. Không tranh giành giành giật nhau một tí nào. Thật nhá. Đây chính là cái câu như các cụ nói là nghèo cho sạch thì rách cho thơm này, đúng không? Có hiện mà hai giờ ít tuổi hai giờ quê ở dưới xuôi thì mọi người biết là các bé chắc chắn là những bữa cỗ này đối với các bé là ép ăn còn chả ăn đấy, nhưng mà đối với trên vùng cao này thì mọi người thấy không, quá tuyệt vời luôn. Hao lửa khó chứ. Bà giò bé gà Rau đông quá, bé này nó tính ra phải hơn 2 mâm. Đến rồi được. Đang phải lấy thêm trứng rồi, mọi người thấy không? Đây túi thứ 2, túi thứ 3. Ông nó một bung lì nè, thì ông cho cho nhá, ông trái lô hộ luôn. Bé tỉnh. Chưa bằng đủ thôi. Thì mình vườn đào thì chắc tiếng. Ôi, vâng, cô chú ơi, em Tuyên gặp em gái của Xá này, em Mỉ ở bên Phổ Hía này. Xin chào nhá. Đấy, đang vào để làm thủ tục mọi người ạ. Đấy, cũng lên đây đây. Chị May thì cũng đang rất là sốt ruột, hôm nay là hàng xóm. Ngại. Rồi, xin chào em. Đây, hai vợ chồng lên lâu chưa? Cũng ngại, không biết giao tiếp tiếng phổ thông mấy. Này. Các bé này, cô chú xem này, ăn xong này. Thế, úi già, úi giời ơi, cả kẹo, úi giời ơi, cay cay à. Thế không,
Bé nào cũng được, vui quá. Bên này nữa này, úi dồi ơi. Cây, ca chỉ ca. Ca, úi dồi ơi, cây dưa phú này. Kia nữa mọi người, các bé cứ ăn lưng mỗi chỗ một tí, ngồi uống nước nôi nữa. Con to kia chứ. Vâng các cô chú ạ, thì bây giờ em Tuyên sẽ thông báo những cái món ăn chính vào trong cái bữa cỗ này. Đây thì chắc chắn là có món khai vị, thì nó là món điểm gọi là phụ này, này kẹo này, hướng dương này. Hôm nay thì nhà mổ một con lợn, có một bát tiết canh rất là ngon. Đó, nhưng mà em Tuyên thì chưa ăn, không ăn tiết canh ấy. Và có gà chiên này, đây là lòng gan phèo phổi này. Đó, xào này, đậu này, trứng này, giò này, thịt nướng này, đó, xương này, và nộm lợn. Đấy, hôm nay là ăn chuyên về lợn. Đấy, thế bữa cỗ rất là ngon. Và không thể thiếu là những chai nước các chú nhá, chai nước, rượu, bia. Đó. Bây giờ thì em Tuyên sẽ vào ngồi. Chủ nhà đây mở hộp bia đàng hoàng. Và xin chào. Hôm nay vào nhà mới mà không thấy con gái chị nhỉ? Hôm nay là bận là không xuống được à? Hôm nay là lẽ phải con gái phải xuống với bố mẹ chứ? À, đang đi. Đây. Anh em Tuyên này được ưu tiên là uống cái bò húc này thôi. Vâng, mời chú ạ. Mời chú Gấu nhá. Rồi, đây là chồng của em gái Xá, đây là Lành. Đúng rồi. Lành. Thì Lành với em Mỹ thì có một cái tin vui nhưng mình chưa nói xong. Hôm nào về đến nhà thì nói tiếp. Tiếp. Vừa chưa có dịp đến. Hôm nay cứ mừng nhà mới nhà anh Sỉ đó. Em Tuyên thì mọi người biết là uống bia thôi. Không uống bia vì thì nó còn đi xe. Sợ. Nóng này uống nước mát thích thật. Vâng, mời mọi người đi ạ. Đây em Tuyên có bát này, mọi người cũng dùng đấy. Thôi mời đi. Thề sang kia mời kia các cô chú ạ, bên kia thì có con gái vừa mới đến và có bố vợ đến. Đó, bố của anh Sỉ lên nhầm. Đây, hai vợ chồng đến mời. Bà con thì lúc nào cũng quen là uống cái rượu và có cái điếu nữa cơ. Thèm.
Thề là uống rượu giỏi lắm các cô chú ạ. Kia kìa, bên ngoài kia là bố của anh Sì kìa. Em cầm cái này thôi. Rồi, em thì nữa đi về xe máy sợ lắm. Chúc mừng anh chị thôi. Rồi, chúc mừng gia đình nhá. Bây giờ mình các chú nhá. Bây giờ em được nhầm mới rồi. Vui rồi đúng không? Vâng, thôi, cảm ơn anh. Vâng, chúc mừng chị nhá. Vâng, chúc mừng chị. Kia là kiểu là người ở trong đoàn rồi, không bắt tay. Rồi, chúc mừng gia đình. Vâng, vâng. Đây cô chú ơi, thì đây là một cái mâm, là bên này là đấy là thông gia của nhà anh Sì đây. Đấy. Vừa dọn thêm đây. Khách vẫn đang đến nhá mọi người nhá. Đấy, khách vẫn đang đến đang dọn thêm đây. Đấy, chủ nhà rất là vui đây. Mua vào tiếp về chú này. Đấy, anh Sì. Mâm cỗ rất là đầy đủ. Nói chung là cũng chúc mừng gia đình. Nơi con gái của anh Sì em thấy đến rồi. Đi bộ sẽ vào muộn hơn. Anh Sì rất là vui. Đây mọi người ơi, thì đây vẫn còn anh em đang đến này. Em cả. Em cậu à? Mọi người đến em cậu anh Sì. Đây này. Rồi xin chào, Trá bây giờ mới xong việc à? Trá bây giờ xong việc mới đến đây. Đấy, vào thôi. Có mâm rồi. Ly rồi. Ly là ngồi mâm kia rồi à? Ly làm nhiệm vụ Ly. Ly thì tụ hụt tụ niệm một ly. Ly thì tụ rất hụt tụ niệm sao đây à? Ồ, hai chua nhá. Hai chua. Đây, anh Sì đang ra đón khách đây này. Đấy. Đến vì ở đây là bà con là đến lúc nào ăn lúc đấy đúng không? Không quan trọng là giờ giấc đấy đúng không? Để mông mà. Dạ vâng cô chú ạ, ở phía sau kia thì như mọi người thấy thì gia đình nhà anh Sì chị May hôm nay rất là tất bật đón các thượng khách. Nói chung là như mọi người thấy thì nhà rất là rộng. Hôm nay thì cũng có như kiểu em Thề đang bảo là đến lúc nào ăn lúc đó, cũng không quy định là một cái giờ giấc nữa đúng không? Và đôi khi hôm nay thì như các cô chú thấy thì đôi khi thiếu một hai hộ gia đình. Thì em Thề có nói là đợt này bà con đang đi làm thuê cũng khá là đông đó, nên là bà con không về được. Nên là nói chung là cũng chúc mừng bà con. Và anh Sì hôm nay thì có một cái ngày rất là quan trọng với gia đình mình là vào nhà mới, thì cũng rất là đông, là mẹ này, nhà thông gia đến này, xong rồi con cháu, và quan trọng hơn nữa là anh em bà con đoàn kết để chia, cũng như là ở dưới Nho Quế 2 lên này, như ở em gái của xá đấy, Mỹ Linh ở tận dưới Nho Quế 2 lên, cũng có 4-5 hộ ở trên đấy, và cũng có 4-5 hộ ở trên Mèo Qua. Đó thì cũng rất là chúc mừng gia đình anh Sì chị May thì đã có một bữa cỗ và tân gia nhà mới. Đấy là cái kết quả trong bao nhiêu ngày vất vả lao động của một đời người, bây giờ có một ngôi nhà mới rồi. Thì cũng cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Còn bây giờ thì có lẽ là em tôi cũng xin phép thôi, để cho bà con ngồi lại ăn cơm uống rượu tự nhiên, còn tâm sự nữa, hàn huyên tâm sự nữa. Còn em Tuyên thì cũng nói thật với cô chú là cũng không thể uống rượu được, còn công còn việc, vừa mới khỏi ốm dậy nữa, nên là cũng
không thể giao lưu bia, giao lưu rượu nhiều được, nên là mong tất cả mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Còn là một lần nữa thì xin chúc gia đình anh Xì, chị May đã có một ngôi nhà mới, một bữa tân gia thật là tuyệt vời. Cảm ơn tới tất cả mọi người. Và bây giờ thì em Tuyên xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Mong rằng video sẽ nhận được những like, những chia sẻ và những đăng ký kênh của cô chú anh chị, cùng để cho bà con Thôn Để Chia phát triển cũng như bà con nghèo trên vùng cao phát triển nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào hẹn mọi người.